Nếu các bạn đang tìm kiếm một chiếc xe tải nhẹ trọng tải là 1,2 tấn, chạy máy dầu, tiêu thụ nhiên liệu chỉ từ 5 lít cho 100 km vận chuyển, trả trước chỉ từ 85 triệu đồng. Nó đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ô tô Thiện Nhân. Hôm nay chúng tôi rất vui mừng được giới thiệu đến các bạn một cái xe Tata chạy máy dầu trọng tải 1,2 tấn. Đây là cái video thứ 3 mà mình làm về cái dòng sản phẩm này. Tata ở Việt Nam thì các bạn biết đây là một cái hãng xe của Ấn Độ. Nếu các bạn sang được dịp sang Ấn Độ thì các bạn sẽ thấy là nó chạy trên đường rất nhiều. Nó là một trong những cái dòng xe tải nhẹ mà nổi tiếng nhất ở Ấn Độ. Nó nổi tiếng như là Honda ở Việt Nam vậy. Thì đây, hôm nay mình sẽ làm cho các bạn xem cái video về cái chiếc xe này với một cái màu trắng, cũng là cái màu mà theo mình nó là đẹp nhất của ba cái màu cơ bản của cái sản phẩm này, là màu trắng, màu bạc và màu xanh. Hôm nay mình cũng sẽ giới thiệu với các bạn một cái sản phẩm, cái sản phẩm này nhưng nó có một cái thùng mũi bạc và nó được lắp bạc lên hoàn chỉnh như này rồi. Trước đây mình đã từng làm một cái xe thùng kín và một cái xe thùng mũi bạc như này, nhưng nó màu xanh. Đây, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem qua một chút về cái vẻ ngoài của cái sản phẩm này. Chúng ta sẽ có một cái sản phẩm kích thước nhỏ thôi, trọng tải là 1,2 tấn, thậm chí nó có thể chở được 2,5 tấn. Thế nhưng mà cái kích thước của nó rất là nhỏ gọn, mà các bạn hoàn toàn có thể là dùng nó để di chuyển vào những cái con phố nhỏ, những cái khu vực nhỏ mà những xe khác không tới được. Chúng ta sẽ có một cái thùng dài 2m, sản phẩm này là thùng dài 2m650. Với phiên bản thùng kín thì nó sẽ dài là 2m7. Trọng tải của thùng kín cũng sẽ khác hơn một chút, là trọng tải thùng kín nó lên tới 1,3 tấn, còn trọng tải thùng mũi bạc này nó chỉ là 1,2 tấn thôi. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu qua cái vẻ bề ngoài của sản phẩm này. Chúng ta sẽ có một cái chiếc xe nó được bo tròn, camera có thể lên trên này. Chúng ta sẽ có một cái chiếc xe được bo tròn, mình thấy nó rất là đẹp. So với những chiếc xe tới từ Hyundai hay Kia thì cái sản phẩm này không lẫn đi đâu được. Chúng ta có một cái thiết kế vô cùng đẹp. Chúng ta sẽ có một cái logo rất đặc biệt của Tata ở đây, hai chữ T ghép lại. Chúng ta có một cái logo Super A ở đây, thì cái sản phẩm này tên của nó là Tata Super A. Nó chỉ có một sản phẩm này thôi, nếu cái trọng tải là 1,2 tấn. Trước đây mình còn bán những cái sản phẩm là 500, nhưng mà hiện tại cái sản phẩm đấy là sử dụng cái công nghệ khí thải Euro 2, nó không còn được sản xuất nữa. Ở đây chúng ta sẽ có cái logo Tata này. Chúng ta có hệ thống logo của Euro 4 ở đây, chất lượng khí thải, khí thải Euro 4 ở trên này. Chúng ta có một cái logo diesel ở đây. Thì Tata này, sản phẩm này có hai phiên bản, một phiên bản chạy máy dầu và một phiên bản chạy máy xăng. Với phiên bản chạy máy dầu các bạn sẽ thấy cái logo này, còn với phiên bản máy xăng thì đó sẽ nó sẽ khác. Đằng trước chúng ta sẽ có hệ thống đèn pha to bản, lớn, bền bỉ, thay thế rất dễ, 50.000 một bóng. Các bạn cần thì gọi cho mình. Chúng ta có hệ thống bắt biển ở đây. Chúng ta cái sản phẩm này thì lại không có đèn sương mù giống như các cái sản phẩm khác mình từng bán, Đông Ben là Kenbo thì nó có đèn sương mù, cái sản phẩm này không có. Ok. Cái sản phẩm này sử dụng cái động cơ là 1.4, có một cái công suất là khoảng, xin lỗi các bạn, mình nhớ không nhầm, nó khoảng 50 kW. Nhưng mà cái mô men xoắn mình nhớ nó là 140 nm, cho phép các bạn là leo dốc tốt, đi đều đồi núi tốt. Mình bán về đấy rất nhiều rồi và khách hàng không có một ai phản ánh gì về cái tính năng mà vận tải ở trên những con đường dốc. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có thêm một số các thông tin của sản phẩm này. Thì cái sản phẩm Tata này được lắp ráp tại TMT Cửu Long. Đó, thì với những cái sản phẩm to hơn thì có thể nó sẽ lắp ráp ở nơi khác. Thế nhưng mà với cái sản phẩm trọng tải 1,3 tấn này, nó được lắp ráp tại TMT Cửu Long, là một trong những cái đơn vị mà rất là lâu đời trong cái ngành sản xuất xe ở Việt Nam rồi. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần bên, chúng ta sẽ xem này. Sản phẩm này sử dụng cái lốp cơ lớn 15R14, cũng nhập khẩu nguyên chiếc từ Ấn Độ như này. Chúng ta sẽ được tặng kèm một cái bộ la răng này. Với những khách hàng mà mua xe mà lại không có cái bộ la răng này thì các bạn lên đòi cái đơn vị bán tại sao chúng tôi không có ốp la răng. Cái ốp la răng này vào thì mình thấy nó rất là đẹp. Thứ hai, chúng ta sẽ có một cái sản phẩm được lắp ráp tại Việt Nam, đó chính là cái ắc quy Đồng Lai này, là cái sản phẩm duy nhất made in Việt Nam trên cái sản phẩm này. Hệ thống khung gầm phải nói là vô cùng tuyệt vời, các bạn sẽ không thể nào tìm thấy được một cái sản phẩm mà trọng tải 1,2 tấn mà có hệ thống khung gầm chắc chắn, chắc lịch và dày dặn. Nói chung là khi mà các bạn cho cái xe này lên mình cũng bật mí một chút là khi các bạn đi đăng ký cái xe này thì các bạn sẽ phải cào số khung số máy. Thì cái sản phẩm này cào số khung số máy, các bạn phải cho lên một cái
cái máy lưng. Cái máy lưng ở các gara ấy, thì các bạn mới có thể lấy được cái số khung số máy của sản phẩm này. Số máy nó nằm ở sâu trong này mà chúng ta phải tháo một cái lốc gió ở dưới ra để các bạn nhìn thấy. Thì khi mà tháo ra các bạn nhìn thấy chất lượng khung gầm, phải nói là không thể chê vào đâu được. Hệ thống nhíp cũng vậy. Nói chung là mình sẽ không bàn cãi gì nhiều về cái sản phẩm này. Nó là một cái sản phẩm cao cấp, ở mức giá cao cấp, mức giá đắt tiền và chạy máy dầu. Nên là giống khung gầm nó là không có gì để chê được. Ok, chúng ta cái sản phẩm khoảng sáng dầm gầm của cái sản phẩm này chỉ từ 30cm thôi. Thế nhưng mà khi mà chúng ta để ý một chút thì cái chỗ mà thoát nước ở trên nó đạt lên rất cao, nên cho phép các bạn có thể là leo ở cái mực nước lên tới 60-80cm. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cái logo Tata này. Chúng ta có thể có đèn hậu này, chúng ta có cái đèn xi nhan hai bên này, và chúng ta thậm chí chúng ta sẽ có thêm một cái mượt, cái này gọi là cái gì ta, cái bửng ở đằng sau. Thứ nhất là bảo vệ, thứ hai là bước chân lên cản ho, cái cản trước lại cản sau đấy. Ok, chúng ta có hệ thống lốp đằng sau như này, nó còn lốp phụ mà nào bằng. Và chúng ta sẽ xem qua một cái thùng, một cái bệ của sản phẩm này đó. Cái thùng các bạn sẽ thấy một cái thùng nó dài 2m650, không to quá cũng không nhỏ quá, nhưng nó là một trong những cái thùng mà mình đánh giá chất lượng sắt, chất lượng thép phải nói là tuyệt vời. Mời các bạn đến đây và các bạn lái thử cái xe này, và các bạn mình sẽ cho các bạn thấy tại sao nó lại cao cấp và tại sao nó lại đáng tiền như vậy. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá khoang cabin. Với cabin của cái sản phẩm này, chúng ta vẫn sẽ thấy được những cái sự cao cấp, sự trau chuốt ngay từ khi chúng ta bước vào cái khoang cabin. Các bạn thấy là hệ thống này, ngoài ra đấy này, tất cả các khu vực gốp này đều được dán ni lông. Các bạn đã thấy một cái chiếc xe nào được dán ni lông như này chưa? Không có. Chúng ta có một cái hệ thống ốp gỗ đây, nhìn rất là cao cấp và đẹp. Chúng ta có một cái bược ở trước, một cái chỗ để cần số phanh tay như những chiếc xe Range Rover. Chúng ta có hệ thống đặt có thể đặt được điện thoại này, đồ ăn này, chúng ta có để món uống ở đây này. Chúng ta có một cái bược đồng hồ như này, để dùng thông tin ngày tháng này. Còn gì nữa, chúng ta có hệ thống loa Pioneer này ở Nhật Bản này, có cả khe đọc DVD, CD và DVD. Cần thiết thì các bạn chỉ cần lắp thêm một cái màn hình nữa thôi là chúng ta có thể sử dụng được cái sản phẩm này để phát truyền hình lên, phát hình lên. Đây là cái sản phẩm chạy máy dầu, nên là cái điểm đáng chừng duy nhất mà mình thấy ở đây đó chính là cái ghế này vẫn bằng lỉnh thôi, các bạn có thể bọc ra vào. Và cái không gian nội thất của cái sản phẩm này nó cũng chỉ mang tính chất là trung bình thôi, không rộng quá. Về cái hệ thống đồng hồ, nói chung là hệ thống đồng hồ các bạn thấy là nó được kết nối trực tiếp vào hộp đen. Khi mà chúng ta bật lên, chúng ta thấy là cái đồng hồ nó cũng sẽ di chuyển luôn lên đó. Thì như thế này thì đây nó là một trong những cái hệ thống mà mình đánh giá rất cao của cái sản phẩm Tata này. Ở đây chúng ta sẽ có một cái khe chỉnh gương ở trong, chúng ta không cần phải thò ra ngoài. Xin lỗi các bạn, video nó hơi bị ngừng, thế mình đang quay lại. Đây chúng ta có một cái chỉnh gương ở ngoài này, hệ thống kính chỉnh điện. Rồi tất cả mọi thứ rất quen thuộc và rất cao cấp. Mình xin mời các bạn qua gara của mình xem trực tiếp sản phẩm này. Khi các bạn lái xe này, mình nghĩ rằng các bạn sẽ không thể từ chối được nó. Hãy gọi cho mình 0987 33 22. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau. Xin cảm ơn.